Chuyện ma làng tập 2, tác giả Đỗ Hoàng. Trưa hôm đó, cha của Thạnh về, hai cha con dọn cơm ra ăn. Vừa mới mở nồi cơm ra thì một mùi ôi thối bốc lên. Hai cha con hốt hoảng mang cơm đi đổ. Cha của Thạnh vội đi nấu nồi cơm khác. Trước khi ăn, ông xới một chén cơm đầy, cắm đôi đũa bông vào và đặt ở giữa một quả trứng mang lên thắp nhang cho bà Hương. Trong lúc vái lạy, ông cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như ông nghe tiếng bà Hương khóc. Cha của thằng Thạnh bắt đầu cảm giác thấy hơi lạnh lạnh người. Ông đứng im lắng nghe, mọi thứ vẫn bình thường, không có gì cả. Được một lúc sau thì tiếng khóc lại vang lên, kèm theo là những tiếng ai oán của bà Hương. Thạnh nghe thấy tiếng của mẹ gọi, nó bật dậy đi khắp trong nhà tìm mẹ. Vừa đi vừa gọi trong vô vọng. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Ra với con đi mẹ. Con ơi, mẹ khổ quá, mẹ đau lắm con ơi. Mình ơi, tôi khổ lắm. Đi qua bàn thờ của mẹ, Thạnh ngẩng mặt lên thì thấy bức ảnh thờ của mẹ đang khóc. Nước mắt rỉ ra trên tấm ảnh, dần dần nó chuyển thành một màu đỏ sẫm như màu máu. Khuôn mặt của bà Hương cũng bắt đầu thay đổi. Nó biến thành một khuôn mặt quỷ với hai mắt không ngừng chảy huyết lệ. Mái tóc bù xù đầy chí trận. Khuôn mặt hé miệng cười the thé. Nhìn thấy cảnh này, Thạnh gào khóc chạy vội ra ngoài sân. Chồng bà Hương là ông Tuấn, cha của Thạnh. Thấy cảnh này thì cũng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Chiều hôm đó, vì không chịu được sự quấy phá, ông Tuấn đã mời thầy về cúng. Không may, lão thầy này cũng chỉ là cái hạng lừa đảo. Hắn ta chỉ giỏi khua môi múa mép, rồi dòi một số tiền lớn, mua sắm đủ thứ về làm lễ. Một mâm cỗ đầy ắp được sắp ra trước sân nhà ông Tuấn, chồng của bà Hương. Nào là chả giò, nào là gà, rồi nem, gạo, muối, ôi thui tùm lum nguyên một mâm đầy nhóc. Hắn ta cất cái giọng hoang hoang ra vẻ ta đây cao siêu lắm. Đã đến giờ làm lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Hắn ta niệm mấy lần như vậy, rồi lấy gạo muối tung khắp sân. Hắn lên đồng múa may quay cuồng được một lúc, thì một cơn gió lớn thổi qua. Mâm đồ cúng bị thổi tóc tung tóe. Thằng thầy cúng đang nhảy múa bỗng dưng lăn ra đất, mắt trợn trắng dã, nhớt dãi chảy ra lòng tròng. Rồi hắn ta bò dậy bằng tứ chi, ngửa mặt lên trời tru lên một tiếng dài như tiếng chó. Hắn ta cứ trù rồi lại sủa vang như vậy. Ông Tuấn và thằng Thạnh rung lên như cầy sấy, ôm chặt lấy nhau. Gã thầy cúng có hành vi như chó. Hắn ta bò đi quanh làng và thỉnh thoảng lại hú, sủa lên ầm ĩ. Ông Tuấn đã thuê thêm rất nhiều thầy về giải nhưng không được. Hai cha con bị ác mộng đeo bám hàng đêm. Người thì xanh xao gầy rộc. Ông Tuấn bắt đầu uống rượu. Có vậy mới ngủ được và cũng là để tăng thêm dũng khí cho mình. Dạo gần đây, ông cảm thấy trong người có cái gì đó không ổn. Nhiều lúc, nằm ngủ, ông cảm thấy bụng mình có cái gì đó buồn buồn nhột nhột. Hình như có con gì đó nó di chuyển trong bụng ông thì phải. Nhiều lúc đi vệ sinh, ông thấy lúc nhúc trong phân là dòi bọ. Bụng của ông trương to ra, người mỏi mệt không thiết ăn uống gì nữa. Rồi ông ta đổ bệnh nặng, nằm liệt giường. Bụng của ông trương lên như cái trống vậy. Có đôi chỗ đã bị hoại tử, mủ tanh hôi rỉ ra. Tuy vậy, ông vẫn rất tỉnh táo. Ông ta biết rằng mình đang bị cái đám dòi bọ ăn dần từ bên trong. Tuy không đau đớn, nhưng ông cảm nhận rất rõ. Đám dòi bọ đó đang phá hủy ruột gan nội tạng của ông từ ở bên trong. Biết là mình đang chết dần, nhưng ông cũng không thể làm gì được. Đã mời bao nhiêu thầy thuốc, bao nhiêu thầy cúng,
Họ đều bó tay không làm gì được. Ông đang sống để cảm nhận cái chết. Một ngày kia, bệnh của ông ta đã chuyển nặng hơn và có lẽ không qua khỏi được. Ông bà hai bên nội ngoại vẫn túc trực hàng ngày, do Thạnh còn nhỏ cho nên họ phải sang chăm lo cho. Ông cho gọi mọi người đến, máu mủ lúc này đã chảy rầm về, nhỏ tông tọng xuống đất, bốc lên cái mùi hôi tanh rất khó chịu. Ai đến gần cũng phải bịt miệng, dán cái bụng ông lên xem thì có thể thấy từng đàn dòi bọ đang tung tăng bơi lội trong cái bụng của ông. Ông thu hết sức tàn mà lên tiếng. Con chắc không xong rồi. Bà má hai bên hãy lo cho cháu giúp con. Thạnh à, con phải biết nghe lời ông bà nghe chưa? Cố sống tốt nha con. Ba phải đi rồi. Mẹ đang đợi ba ở ngoài cửa kìa. Ông nảy lên, ôm bụng quằn quại trên giường. Rồi bụp một cái, bụng ông ta căng lên rồi bung ra. Dòi bọ bò ra từng đàn lớn nhỏ. Nước dịch màu đen chảy ra tung tóe khắp nhà. Nội tạng của ông ta đã bị đám dòi bọ chén sạch, chỉ còn là một vũng bùn. Mùi hôi tanh xộc lên, cái mùi hôi tanh đó quấn lên bay ra khắp xóm. Bài thơ Đưa Tiễn Vong Hồn của ba Thạnh vang lên đến não nề. Trên bầu trời từ đâu mây đen kéo về ùn ùn, xám xịt đen kín, gió thổi ào ào, mỗi lúc một mạnh, bụi tung mù mịt. Trên cao, nghiêng ngả lá bay rơi rụng tả tả khắp mặt đường. Trên cành cây thấp thoáng bóng hai mẹ con của Ánh cùng với vợ chồng bà Hương. Hai vợ chồng bà Hương mắt đượm buồn nhìn về phía gia đình của mình. Mẹ Ánh cười lên the thé. Tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi, mới bắt đầu thôi. Đám ma của ông Tuấn, ba Thạnh diễn ra một cách thầm lặng. Chỉ có anh em ba mẹ ruột đến. Cũng đúng thôi, ông chết quá thảm, mùi xú ế bốc lên nồng nặc. Ai đến gần linh cữu của ông cũng đều phải bịt miệng. Cái thứ nước đen ghê tởm vẫn không ngừng nhỏ ra từng giọt, một chút, tí tách, tí tách. Thạch đã khóc đến sưng cả mắt. Hai mắt đã đỏ ngầu. Thật ra nó đã khóc từ mấy ngày qua khi ba nó bệnh nặng rồi. Nó lo sợ, rất lo ba sẽ mất đi đột ngột giống như mẹ. Nó đã mất mẹ rồi nên không muốn mất ba nữa. Nay ba mất thì nó đau lòng lắm. Trái tim như bị bóp nát, không ngừng rỉ máu. Không thể để cái xác lâu thêm được nữa. Họ bắt đầu đưa cha nó ra đồng. Những tiếng khóc nỉ non ai oán vang lên đều đều. Thạnh bước theo đoàn người tiễn cha trong vô thức. Nó bước đi một cách đờ đẫn, mệt mỏi. Đi được ra đến ngoài đường thì trời bắt đầu trút mưa. Tạo thành một làn sương dày đặc, trắng xóa, mưa càng ngày càng lớn dần, xối xả như trời có bao nhiêu nước trút hết xuống. Không khí mát lạnh. Họ cứ mặc kệ, như vậy mà đội mưa ra ngoài nghĩa địa. Từng giọt mưa hắt vào mặt, hòa cùng với những giọt lệ đau buồn. Tiếng sấm đì đùng vang lên liên hồi. Trời mưa, đường đất trơn tuột như là mỡ. Vô tình quan tài bị rơi ra ngoài, quịt một cái, thân hình của cha Thạnh rớt ra. Cái xác đã bị phá hủy hết phần bụng, nay lại bị rơi ra bên ngoài. Không chịu được lực va chạm, cái xác rã rời. Dưới làn nước mưa trắng xóa, họ cố gắng lượm lặt lại từng bộ phận. Vừa mới nhấc cái phần thân trên lên thì đôi mắt cái xác nó mở to trợn trừng. Ông Hiếu, ông nội của Thạnh, hét lên, nhưng rất nhanh chóng cái xác lại trở về bình thường. Cố gắng lắm, cuối cùng họ cũng ra được cái nghĩa địa. Đào một huyệt mộ ngay cạnh mộ bà Hương, họ thả quan tài xuống. Trời vẫn mưa lớn. Cái quan tài không chịu nghe lời, nổi lên trên. Họ phải lấy cây ấn hai đầu xuống rồi lấp đất lại. Thạnh đứng chôn chân nhìn ba trở về với lòng đất. Hình như lúc này thằng Thạnh nó nghe cái thứ tiếng gọi khe khẽ vang lên như rất quen thuộc, ấm vang như vọng lại từ một cõi xa xăm nào đó.
Thạnh giỏng tai lắng nghe, tiếng gọi lúc đầu rất khó nghe vì lẫn trong tiếng mưa. Sau thì nghe rất rõ ràng. Thạnh vui mừng, nó kêu lên khe khẽ. Là tiếng của ba với lại tiếng của mẹ. Cái tiếng nói đó như thôi thúc, thúc giục nó cái gì đó. Nó lần theo tiếng nói rồi đến gần xem xét. Nó lần mò thì thấy ba và mẹ đang ngồi trong một gian nhà rất đẹp. Họ dãy tay em lại gần. Nó như người mất hồn, không còn biết sợ hãi là gì nữa. Thằng Thạnh nó từ từ lại gần ba mẹ nó. Sau khi chôn cất ba Thạnh xong, mọi người quay trở về. Lúc này mới tá hỏa, không có thấy Thạnh đâu. Mọi người cứ ngỡ là nó đã về nhà rồi, nên về nhà kiếm thì không thấy. Bọn họ quy động cả làng đi tìm, lục soát khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Các cụ cao niên biết có chuyện không có lành, liền cho người tìm chó đen với mấy con ngỗng mang theo. Nếu chúng kêu lên ở đâu thì chắc chắn thằng Thạnh nó đang ở đó. Trời cũng đã tạnh ráo. Thạnh ngồi đó nói chuyện với ba mẹ rất lâu. Trên một ngọn cây cách đó không xa, mẹ con Ánh đang dõi theo mọi chuyện. Ánh cho tay vào miệng, quýt gió nhẹ. Hai vợ chồng bà Hương bỗng rung lên cầm cập. Hai hàm răng chạm vào nhau. Bà Hương rung rung cất tiếng hỏi. Con ơi, con có đói không? Đói quá thì ăn cái gì đi? Bà không nén nổi xúc động khi cất lên câu hỏi. Mắt của bà rơm rớm lệ, giọt lệ lớn dần lên, lăn dài trên má nóng hổi. Ông Tuấn ba Thạnh cũng không giấu được sự lo lắng và sự xúc động. Dường như hai người đang khóc, tiếng khóc lớn dần lên. Thằng Thạnh nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì vậy ba mẹ? Sao ba mẹ lại khóc? Mẹ hỏi thì con mới nhớ đó, con cũng đói rồi. Ba mẹ có cái gì ăn thì cho con ăn đi. Bà Hương run rẩy lấy ra một đĩa bánh, đưa cho Thạnh nói trong làn nước mắt. Nè, con ăn đi, ngon lắm đó. Chợt ba Thạnh đưa tay ra mà rằng. Không được, con không có được ăn. Thạnh đưa tay ra định cầm lấy, thấy ba nói vậy thì nó ngơ ngác. Hả? Sao ba lại, ba không cho con ăn được, con đói lắm mà, cho con ăn đi. Bà Hương khóc nức nở. Không có gì đâu con ơi, con cứ ăn đi. Chồng của bà đưa tay giật lại, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Trên cao bỗng nhiên vọng lại tiếng cười khanh khách. Sao lại không ăn đi? Bánh ngon lắm đó. Vợ chồng bà Hương nghe thấy cái giọng nói này thì tái xanh hết mặt, không còn ngăn cản hay gì nữa, cứ để mặc cho thằng Thạnh nó ăn. Họ chỉ biết nhìn nó trong lo lắng và vô lực. Hai cái bóng trắng ở trên ngọn cây lướt dần xuống chỗ họ. Thằng Thạnh bắt đầu cảm thấy lo sợ. Một luồng gió lạnh mang mùi hôi tanh ùa vào xộc lên mũi Thạnh. Nó cảm thấy rất khó chịu. Hai cái bóng bước vào, lập tức ba mẹ Thạnh quỳ rạp xuống rồi cúi đầu xin. Xin cô hãy tha cho con của tôi. Tội giả đâu, tụi tôi xin chịu hết. Ánh cười mang rợ đáp. Tha hả? Ngày xưa các người dồn ta vào đường cùng, có tha cho ta không? Hai mẹ con tôi đã phải trải nếm biết bao nhiêu cay đắng đều do các người cho đó. Thạnh lúc này cũng đã rung lên bần bật khi thấy hình dáng của mẹ con Ánh, người mà mẹ cậu và cậu trêu chọc bêu xấu khi xưa. Ánh bước lại gần, tay khẽ nâng mặt Thạnh lên. À, nhưng tụi tao sẽ không giết con các người đâu. Nghe đến đây, vợ chồng bà Hương vội dập đầu cúi lại cảm ơn rối rít. Ánh hơi gay gắt. Ta còn chưa có nói xong. Ta sẽ cho cậu ta nếm trải cảm giác mà con ta đã từng trải, mà chính nó đã cho con ta. Xa xa, tiếng chó sủa, tiếng ngỗng vang lên liên hồi, những tiếng bàn tán xôn xao. Đây rồi, chắc thằng Thạnh nó ở đây nè. Hai vợ chồng bà Hương cùng mẹ con Ánh dục biến mất. Mọi người trong làng đốt đuốc soi vào cái chỗ chó sủa thì thấy thằng Thạnh đang ngồi ở trong bụi rậm.
miệng của nó đang ngậm một con cóc. Con cóc đã bị Thạnh cắn lòi cả ruột, không ngừng giãy giụa. Trên tay nó vẫn còn mấy con nữa. Thằng Thạnh nó chợt bừng tỉnh, ói mửa tùm lum. Sau hôm đó, thằng Thạnh nó ốm thập tử nhất sinh, tưởng không qua được. Miệng nó bắt đầu lở loét, nát mặt đầy mụn cóc, máu mủ dầm dề. Thạnh bắt đầu phát điên phát dại, cứ chiều tối lại ra nghĩa địa ngủ. Ông bà lôi về lại chạy trốn ra đó. Khi bị nhốt chặt ở nhà thì thằng Thạnh nó lại ngồi cười. Nó cười một cách man rợ. Cứ như vậy cho đến suốt đêm, nhiều khi thằng Thạnh nó còn bóc lấy mũ ở trên miệng mút một cách ngon lành. Hai bên nội ngoại cũng đã tìm nhiều thầy về giải nhưng không được. Nó cứ như vậy, nhiều khi còn nổi điên đánh ông bà khi bị nhốt. Hai bên nội ngoại thấy cháu như vậy thì cũng hết cách, đành mặc kệ nó thôi. Sau thì thằng Thạnh nó chuyển hẳn ra bên ngoài nghĩa địa ở. Sáng thì đi ăn xin lang thang khắp nơi, tối lại về nghĩa địa ngủ. Từ đó, thằng Thạnh nó lang bạc khắp nơi. Người ta thường gặp nó với một dáng vẻ rất đáng thương. Khuôn mặt thì lở loét biến dạng, máu mủ chảy dầm dề, đầu tóc rối bù lổm nhổm cháy rận. Thạnh nó gầy nhom, chỉ còn da bọc xương, hai cánh tay khẳng khiu, cáu ghét bám đầy đen xì. Người có cậu ta chua lè chua lét, một tay cầm gậy, một tay cầm cái chén mẻ. Nó phiêu bạt khắp nơi, gặp ai cũng nở một nụ cười ngô nghê, ai cho gì thì ăn cái đó. Nhưng tuyệt nhiên, không bao giờ nhận thức ăn hay sự giúp đỡ của ông bà hai bên nội ngoại. Hễ họ cho cậu đồ ăn hay đòi đưa về nhà thì cậu sẽ đột ngột thay đổi thái độ. Từ khờ dại ngô nghê trở thành điên dại, hai mắt trợn to trắng giả, nhớt nhảy chảy lòng thòng. Cậu ta rít lên từng tiếng ngắt quãng. Đi, đi, đi đi cho tao, tao, không, tao sẽ giết hết tụi mày đó, đi đi. Đôi khi nó còn đuổi đánh họ nữa. Không hiểu sao, bình thường nó ốm yếu là vậy, mà khi đánh đuổi họ, cậu khỏe vô cùng. Mấy thanh niên vô can hoài mới được. Ông bà thấy nó như vậy thì cũng xót cho cháu lắm, nhưng không biết phải làm sao, nên thôi cũng đành mặc kệ nó, muốn ra sao thì ra. Thằng Đạt phải gánh chịu nỗi đau mà Đại đã phải gánh chịu khi còn sống. Nó sống một cuộc sống mà như là đã chết, mặt mũi thì bị lở loét biến dạng, ai thấy cũng ghê tởm muốn tránh xa, người thân cũng không thể giúp đỡ được. Trước kia, nó xỉa xói bêu xấu người, dồn họ vào con đường cùng, thì nay gánh chịu hậu quả thì cũng đáng. Ngoài giường, bà Tí đang lúi húi dẫy những cái búi cỏ mọc nham nhở. Xong việc, bà quét lại cái sân, tiếng chổi từng nhát kêu sèn sẹt ở bên mặt đất. Xong hết mọi việc, bà sắm sửa cơm nước cho con. Bữa cơm gia đình giản dị, không có gì nhiều ngoài chén cà pháo, một dĩa rau muống luộc xanh mượt, với lại một chén nước mắm cấy. Hai mẹ con ngồi ăn cơm, nhưng không ai chịu nói ai câu gì. Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài xa nghĩ ngợi. Bóng tối đã buông xuống trùm lấy cả ngoài kia. Ngoài xa, dòng sông sáng trắng lấp lánh uốn khúc trong cánh đồng tối. Bà thở nhẹ ra một hơi dài. Bà nghĩ đến đứa con út, nghĩ đến ông lão. Bà nghĩ đến cuộc đời khổ cực dài dằn dặc của mình. Thằng Duy, con của bà, đã đi nhiều năm mà vẫn bặt vô âm tính, không có tin tức gì. Không biết nó còn sống hay đã chết. Bà giục con đi giã gạo, còn mình thì ra bờ ao rửa chén. Thanh, đứa con gái đầu lòng, chợt sững lại, lật đật chạy ra chỗ của mẹ thì thào, nói với cái vẻ mặt rất sợ hãi. Mẹ ơi, hình như trong nhà có người hay sao đó mẹ. Hồi nãy con vào nhà, thấy có ai đang đứng ở cửa buồng, thấy cửa buồng có cậu Duy hay ngủ ngày xưa đó mẹ. Bà Tí nhấp nháy hai con mắt, nhìn Thanh ngạc nhiên. Nhà chỉ có hai mẹ con, lấy đâu ra ai nữa? Hay là trời tối rồi con nhìn lộn? Thanh sợ hãi, không muốn nhìn vào nhà một mình. Cô lôi kéo bà Tí. Thì mẹ hãy vào nhà với con đi, rồi biết à. Bà Tí thấp thỏm bước theo con vào trong nhà. Đến giữa sân,
thì bà đứng sững người lại. Bà lão càng ngạc nhiên hơn khi thấy một bóng người đang đứng trước buồng của thằng Duy. Bà lão hấp háy cặp mắt cho đỡ nhoèn vì tự dưng bà lão cảm thấy mắt của mình nhòe đi. Bà nhìn kỹ người đàn bà đứng trước cửa phòng của thằng Duy một lần nữa, vẫn chưa biết đó là ai. Bà quay ra nhìn Thanh tỏ ý không hiểu, cố lấy giọng bình thường bà lên tiếng. Nè cô ơi, cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi vậy hả? Cái đầu cô ta dặn ngược lại 180 độ, mắt nhìn thẳng về phía hai mẹ con bà Tí. Đôi mắt cô ta đậm máu, máu không ngừng rỉ ra, chảy đầm đìa trên khắp khuôn mặt, thấm đẫm cả bộ quần áo màu nâu đất, rách rưới như tổ đĩa mà cô ta đang mặc. Hai mẹ con bà Tí rú lên sợ hãi, ôm chặt lấy nhau. Còn bà ta thì mỉm cười thân thiện lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ nhớ con không? Con Ánh đây nè, đứa con mà mẹ vẫn nói là hư hỏng đây. Con nhớ anh Duy, nhớ gia đình mình, nên hôm nay con ghé thăm và sẽ ở luôn ở đây nè. Con sẽ chăm sóc cho mọi người thật chu đáo để không bị chê cười là đứa con gái hư hỏng mất nết. Ánh rú lên man rợ. Mẹ thích chứ? Thích không? Con còn mang cả cháu nội về thăm gia đình của mình nữa đây nè. Bà Tí cùng cô con gái đã sợ đến nhũng cả người ra. Hai người họ ngã quỵt xuống đất, hai hàm răng rung lên cộm cộp. Bà Tí chợt cảm thấy có cái gì đó phải vào sau gáy. Một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên. Bỗng một bàn tay gầy gò đang bị phân hủy, trơ cả xương trắng, đưa ra trước mặt bà Tí, xò nhẹ nhàng lên mặt của bà. Bà ghê tởm trợn trừng mắt, hai dòng nước mắt đã rỉ ra. Bà sợ hãi đến tột độ, đã xón đái ra quần luôn. Một giọng cười khanh khách nữa vang lên. Cháu về với nội rồi, nội vui không? Sao nội phải sợ vậy? Ẵm, ẵm đại đi, đại muốn được nội ẵm nè. Đứa bé vòng tay qua cổ của bà Tí rồi xoay người lên trước, ôm chặt lấy cổ bà. Bà Tí nhắm chặt mắt lại, trống ngực đập thình thịch. Bà không muốn chứng kiến những cái thứ này thêm một phút giây nào nữa. Thằng Đại nó ôm chặt lấy bà thì thầm. Bà ơi, sao bà không mở mắt ra mà nhìn cháu đi? Nhìn cháu đi bà. Bà cõng cháu đi, cõng cháu đi chơi đi. Mẹ, mẹ ơi, sao ngủ ngoài này vậy? Mẹ, tỉnh dậy đi, vô nhà ngủ, ngủ ngoài này dễ cảm lắm đó. Bà Tí giật mình, hóa ra chỉ là giấc mơ. Bà nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường, không có gì là mơ cả. Bà thấy đũng quần hơi ướt ướt, sờ xuống thì đã ướt sũng nước tiểu rồi. Thanh đứng đó lo lắng đỡ bà dậy. Mẹ có sao không hả mẹ? Sao mẹ lại bần thần vậy? Bà lão ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi. Không có gì đâu con. Con rửa chén giùm mẹ nghe. Mẹ đi ngủ trước, có lẽ mẹ hơi mệt đó. Bà Tí bước từng bước chập chừng ngập ngừng vô trong sân. Trăng đã lên cao, chiếu những ánh sáng dịu dàng, làm cho con người ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bà Tí giật mình ngẩng đầu lên, bà phát quản khi trên ngọn cây nhãn cao chót chót cạnh nhà là một đàn quả đen thui lui. Chúng nhìn về phía bà rồi cất tiếng kêu đến rợn người. Nghe tiếng quả kêu, cô Thanh cũng phát quản mà chạy ra ôm lấy mẹ. Cô sợ hãi rung lên cầm cập. Mẹ ơi, sao mà ở đâu ra quả nhiều vậy? Sao tụi nó lại đến đông vậy chứ? Đám quả nhìn về phía hai mẹ con bà Tí vẫn không ngừng kêu. Chúng còn bay lên tha gạch đá rác rưởi thả về phía hai mẹ con. Hai mẹ con bà Tí vội vàng chạy vào trong nhà đóng chặt cửa lại, ôm nhau mà rung. Những tin đồn gần đây về mẹ con Ánh vẫn còn đang rất nóng. Không ai trong làng mà không biết. Mẹ con Ánh về báo quán, gây ra biết bao nhiêu chuyện kinh động. Bà Tí vẫn hay lo nơm nớp. Ngày xưa, gia đình của bà từ cô không nhận con dâu. Nay chắc hẳn hai mẹ con Ánh đã quay về. Đám quạ bên ngoài vẫn không ngớt kêu lên. Hai mẹ con bà Tí thì chỉ biết ôm chặt nhau run hãi. Nửa đêm,
Họ nghe văng vẳng tiếng của Ánh gọi cửa, tiếng khóc nỉ non ai oán, tiếng chó cào cửa nghe kèn két, những âm thanh đó nó cứa vào tâm trí họ, nghe mà lạnh hết cả gai ốc. Sáng hôm sau, mặt trời lên đến tận đỉnh sào, hai mẹ con bà Tí mới dám dậy mở cửa. Những vết chó cào vẫn còn hằn nguyên ở trên cánh cửa, rác rưới gạch ngói kín sân, đám quạ bu kín ngọn cây nhãn. Chúng nó ở đâu bay về ngày càng nhiều. Vừa nhìn thấy hai mẹ con bà Tí, chúng lại tiếp tục cất lên những tiếng quạ quạ. Ngoài gạch ngói rác rưởi ra, thì trên sân còn chi chít những chân chó và cả chân người nữa. Vết bùn đen xì, hôi thối nồng nặc, vết chân dọc ngang khắp cả sân, cho đến cửa nhà thì dừng lại. Không chỉ có vậy, mẹ con Ánh ngày càng quậy phá hơn. Hai mẹ con không chỉ phá nhà bà Tí mà còn đi phá khắp làng. Rất nhiều người bị mẹ con Ánh trêu chọc. Người ta thường thấy cô và con đi lang thang thoát ẩn thoát hiện khắp làng. Đi cùng là một con chó đen xì, hai mắt nó xanh lè sáng quắc, nhớt nhảy chảy lòng thòng tanh hôi. Cứ tối đến, chó mèo lại sủa ầm ĩ kêu gào không ngớt. Những âm thanh hỗn loạn cứ vang lên đều đều. Người ta vẫn đồn hai mẹ con nhà nó cứ đi như vậy xin đủ thứ của dân làng. Bà Sửu quang quang giữa chợ. Tối hôm qua, mẹ con nhà nó ghé nhà tôi, hèn chi chó nó cứ sủa lên sùm hết à. Nó khóc lên tỉ tê, rồi nó kêu gào, nó nói cái giọng ậm ngu lạnh lẽo lắm. Mọi người nhốn nháo lên tranh nhau kể. Tôi cũng vậy đó, nó từng ghé nhà tôi rồi nè. Hỏi xin đàn gà, bà thì nó xin heo phải không? Nó xin cái chuồng heo nhà bà xin con heo gì? Còn tôi nó hỏi xin con gà nó nè. Nghe gà kêu quằn quác, chạy ra xem cái đám gà nó bị cắn chết hết trơn hết trọi rồi. Nội tạng bị moi hết ra ngoài. Còn con heo của bà làm sao hả? Heo của bà nó bị moi ruột không? Thì đúng rồi, gà tôi bị moi ruột hết trơn hết trọi à. Chỉ thấy dục qua một cái bóng con chó nó đen lớn lắm, hai mắt nó xanh lét à, sắc lạnh luôn. Tôi sợ quá rồi ngã ngồi xuống đất. Xa xa, hai mẹ con Ánh nó đang đứng ở ngoài trên ngọn cây á, tóc tai rủ rượi, hai mắt nó không ngừng chảy máu. Sợ lắm bà ơi. Sau cái lần đó, tôi ốm cả tuần luôn á mới dậy được đây nè. Mới đầu, chỉ một hai nhà. Sau đó hầu như nhà nào cũng gặp và cũng bị mẹ con của Ánh trêu chọc. Cả làng sợ hãi hai mẹ con Ánh lắm. Nhắc đến tên thì lại sợ run hết cả người. Đội dân quân tự vệ của làng ngay lập tức được ra lệnh giới nghiêm, đêm nào cũng phải đi tuần, đề phòng có chuyện bất trắc và cũng là so dịu nhân dân. Đêm hôm đó, đám thanh niên như thường lệ tập trung ở đình làng, ánh lửa bập bùng giữa màn đêm. Quân so so hai tay hơi lửa để so dụi đi cái lạnh. Hơi ấm lan tỏa khắp người thật dễ chịu. Quân là đội trưởng của đám dân quân ở đây. Nước da đen bánh mật khỏe mạnh. Quân lấy giọng rồi lên tiếng bằng một cái giọng đanh thép của người chỉ huy. Tụi mày chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất, bây giờ đi tuần coi có cái gì lạ không, rồi về đây báo cáo. Nhóm thứ hai, đợi chúng nó tuần xong rồi về thay ca. Đám thanh niên bàn luận một lúc rồi cũng chia ra làm hai, như lời của Quân. Gần nửa đêm thì bỗng có tiếng quạ kêu ầm lên. Phụ quạ theo là tiếng chó mèo. Quân bừng tỉnh, từ ở ngoài chạy vào một anh thanh niên người lấm lem bùn đất, chân tay xước xác thở không ra hơi, mất một lúc lâu mới trấn tĩnh được mà kể lại. Tụi em nghe lời của anh đi tuần, lúc đầu thì không có thấy cái gì hết á. Còn thóc đó, nó còn nói giỡn nữa. Tụi mày ơi, không biết mà nó có như thế nào. Tao nghe mọi người ở trong làng đồn ầm lên, cái vụ mẹ con bộ Ánh quá quỷ hại người mà tao chưa có gặp bao giờ. Không biết có như mọi người kể hay không nữa. Cả đám liền ùa theo. Phải đó, đúng rồi. Tụi tao cũng chưa có gặp bao giờ. Ước gì gặp được một lần. Gặp mà cho nó biết ma là như thế nào. Rồi cả bọn cứ vậy mà tiếp tục đi. Nhưng đi hoài đi mãi mà vẫn lanh quanh ở một chỗ. Tụi em bắt đầu cảm thấy rờn rợn người. Gió nổi lên, những cành tre va vào nhau xào xạo, cả bọn yên lặng không dám nói với nhau câu gì. Em động viên bọn nó, không có sao đâu, đi thêm nữa là về đến đình. Nhưng cứ đi hoài như vậy mà vẫn quanh quẩn ở chỗ cũ.
Tụi em bắt đầu sợ lắm, lo lắng, phải chăng đã gặp ma rồi? Những câu chuyện về ma dựng tường hay là ma giấu qua lời kể của các cụ cao niên ở trong làng hiện rõ lên mồn một trong trí óc của em. Thằng Tiền bắt đầu nó mất bình tĩnh, nó run rẩy lên tiếng. Sợ quá mấy anh ơi, khi nào, có khi là chúng ta bị ma nó dắt rồi không? Em quát lên, ác đi để nó ổn định lại. Tụi mày cứ bậy bạ không à, tụi mình đông người vậy á, đèn đuốc là sáng rực như thế này mà ma nào nó dám dẫn chứ. Mày chỉ là bị ám ảnh ma quỷ thôi. Lần này để tao dẫn đường cho, tao sẽ đưa tụi mày về đình để bọn khác nó tuần thay cho anh em mình. Lúc đó tụi em mạnh miệng như vậy đó, chứ cũng sợ lắm, gai ốc cũng đã nổi lên hết trơn. Đi được một lúc thì vẫn là ở chỗ cũ, thêm mấy lần nữa nó cũng vậy. Cả bọn bắt đầu rã rời mệt mỏi rồi, không muốn cất bước nữa. Gió thổi càng lúc càng mạnh, nó bay mù mịt, tiếng lá cây da đập vào nhau nghe cộp cộp, tiếng xì xào bàn tán. Nếu mà lắng nghe kỹ thì tụi em có thể nghe rõ hòa cùng cái tiếng gió đó, nó rít lên lá cây là tiếng khóc ai oán nỉ non, phẫn uất lắm. Tiếng khóc ngày càng lớn dần lên, cái đám quạ đen từ đâu bay về trao liền ở trên đầu bọn em luôn đó. Chúng cất lên cái tiếng chết chóc lắm, nó kêu quạ 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 sợ lắm anh ơi. Cả bọn thấy như vậy, không ai nói với ai, bất giác đồng loạt cùng nhau bỏ chạy, chạy tán loạn mỗi đứa một hướng. Thân ai nấy lo, dù đã rất mệt mỏi, tay chân ướt đẫm mồ hôi, nhưng tụi em vẫn chạy tiếp. Vừa chạy tụi em vừa cầu khấn tổ tiên đưa cái vòng quan âm ra trước mặt. Chạy được một đoạn, em gặp một người không có đầu. Chính xác là cái đầu của ổng lơ lửng ở trên cổ á. Ổng mặc cái quan phục ngày xưa, trên tay cầm một thanh long đao, cưỡi ngựa xích thố, con ngựa mắt đỏ lòm mà nó thở phì phò, bụi bay tá lả luôn. Ông ta nhìn em rồi nói, cái giọng lạnh như băng. Nhờ ngươi hãy lùi lại phía sau 10 bước, nhớ không được quay lại, chạy băng qua các cánh đồng, tuyệt đối không được đi theo con đường thẳng, nhớ đó. Nói xong rồi ông ta cũng thúc ngựa chạy đi mất. Em vội lồm cồm bò dậy, nghe theo lời ông ta, lùi lại 10 bước thì thoát được. Em vội băng ruộng, lội mương chạy về đây, còn cái bọn kia thì em không biết. Đám thanh niên ở đình nghe kể vậy thì cũng xanh hết cả mặt, cuốn gói hết vào đình thắp hương cầu khấn cho qua đêm. Họ hy vọng rằng đám thanh niên ngoài kia đi tuần cũng may mắn giống như cái thằng mới chạy về đây. Nhưng không, đám còn lại chạy mãi, chạy hoài vẫn không thoát khỏi dãy tre. Thằng Thóc đang chạy đâm sầm vào một người đàn ông, anh ta ngã lăn quay ra đất. Hắn ta lấy tay xoa xoa mông khập khỉnh đứng dậy, cất cái giọng quang quang lên chửi. Mày là cái thằng nào đó hả? Ông ấy chạy đi còn đứng đây làm gì? Hại ông mày ngã ê mông luôn nè. Hắn ta giơ đuốc lên để nhìn cho rõ người mình mới vừa đâm phải. Dưới ánh lửa lập lòe, người đàn ông hiện lên với khuôn mặt thâm đen ma quái, khuôn mặt gầy gò, hai hố mắt trũng sâu, cái bụng hắn ta đã bị lủng ra, nước dịch tanh hôi không ngừng chảy. Những con bọ béo ngậy trắng đục, nó bò lúc nhúc ở trong cái mớ hỗn độn đó. Thằng Thóc nó sợ đến đơ người, hai mắt anh ta trợn trừng nhìn người đàn ông trước mặt. Cái bóng người đó là chồng của bà Hương. Thằng Tiền cùng với một thanh niên khác vẫn chạy sát nhau nãy giờ. Hai người họ dừng lại thở hổn hển, nhìn quanh thì thấy mình vẫn ở cái đoạn đường cũ. Hai người nhìn nhau không nói gì. Thằng Tiền nó há hốc miệng nhìn về phía người kia. Anh ta bắt đầu toát mồ hôi hột, lắp bắp lên tiếng. Mày nhìn cái gì mà nhìn ghê vậy? Bộ có cái gì hả? Đừng có làm tao sợ nghe. Tiền vẫn cứ trợn trừng mắt. Anh ta biết có chuyện không có ổn, nhìn theo hướng của Tiền. Xé một chút nữa thì rớt tim ra ngoài luôn. Mấy ngọn tre đang dần dần cong xuống bao vây lấy bọn họ. Tiền ơi! Thóc ơi! Tụi mày đâu rồi? Ra đây đi! Đừng có làm tao sợ nghe. Tụi mày đâu rồi? Đừng có bỏ tao một mình. Tao sợ lắm. Mọi người ơi! Toàn nó kêu lên đến khản cả cổ. Giọng của nó lạc đi, nước mắt rơi lã chả vì sợ hãi. Cảm giác cô đơn lạc lõng len vào trong tâm trí của nó. Nó sợ nơi này, nó sợ ở một mình. Tiếng quạ, tiếng khóc vẫn cứ kêu lên.
át đi cả tiếng gọi của nó. Cái cảm giác một mình hiện lên rõ nhất trong lúc này, mình mong nhất. Thằng Toàn nó muốn chạy thật nhanh, muốn thoát khỏi cái nơi này, về với gia đình, với ánh nắng ấm áp. Nhưng chân tay của nó đã không nhấc lên được nữa. Phục một cái đuốc của thằng Toàn dục tắt. Bóng đêm lặng lẽ, lạnh lẽo bao trùm lấy thằng Toàn. Tiếng chó tru nổi lên, một mùi hôi tanh nồng nặc bao trùm lấy nó. Thằng Toàn nó sợ hãi tới mức xả lũ tại chỗ luôn, rồi nó không ngóc đầu dậy được nữa. Hôm sau, người ta thấy dọc theo con đường đê quanh làng mấy cái xác. Xác của thằng Toàn nằm chỏng chơ trên con đường đầy cỏ dại, bụng của anh ta bị xé toạc, ruột bị lôi ra ngoài. Trên người là vô số vết cắn cào, hai con mắt Toàn trợn trừng, có vẻ như trước khi chết đã phải chịu áp lực rất lớn, đã gặp một cái thứ gì đó rất đáng sợ. Máu đen vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương, quạ bu kín xung quanh mà tỉa thịt. Đi thêm một đoạn nữa, người ta gặp Thóc. Anh ta là người duy nhất vẫn còn sống. Mọi người chạy vội lại hỏi thăm xem xét. Thóc mấp máy môi, chỉ kịp thều thào lên tiếng. Ma, có ma. Cậu ta phun ra một lượng lớn bùn đất, mọi người thấy vậy cũng ói theo, vì cái đống bùn có mùi tanh tưởi rất khó chịu. Bên trong đó còn lẫn vô số là dòi bọ. Thằng Thóc nó ói mửa ra đống bùn đó, mắt trợn ngược lên, rồi từ từ thất khiếu của nó chảy ra đầm đìa máu. Anh giật giật lên mấy cái, rồi ngã giật ra đất. Mọi người lo lắng, bịt mũi thật chặt đến xem, thì nó đã chết. Cổ hằn lên, vết bàn tay đen xì. Trên ngọn tre thì có hai cái xác nữa. Chúng đông đưa nhẹ nhẹ theo gió, cọt kẹt, tiếng lá va chạm vào xào xạc. Xác của thằng Tiền cùng một người khác bị tre nó xuyên thủng qua người, máu vẫn không ngừng nhỏ giọt, rơi tí tách xuống đất. Tre đâm xuyên qua ngực, xuyên qua chân tay, khuôn mặt nhăn nhúm méo mó, đủ cho biết họ đã chịu đau đớn như thế nào trước khi chết. Tiếng khóc than quán của những người mất con vang lên đến não nuột. Tiếng cười vang lên xen ngang vào cái không khí ảm đạm chết chóc. Thằng Thạnh nó ngồi trên lưng người đàn ông trước kia đến cúng cho gia đình nó. Người đàn ông đó quần áo đã tả tơi rách nát, mắt lông sòng sọc, nhớt nhảy chảy lòng thòng. Hắn ta bò bằng bốn chân như chó. Mọi người quay ra nhìn, hắn ta ngửa cổ lên tru một hơi dài. Thằng Thạnh nó ngồi trên người của hắn cười sằng sặc. Rồi tất cả chúng mày sẽ chết hết. Một con mèo đen to lớn đi ngang qua chỗ thằng Thạnh. Lông nó đen tuyền bóng mượt, nhìn thật là thích mắt. Người đàn ông thấy vậy thì lùi lại đôi chút, đôi mắt hằn lên những tia máu giận dữ. Hắn ta gầm gừ trong miệng. Thạnh thấy vậy nhanh chóng đưa tay tóm lấy con mèo. Con mèo giãy giụa cào cắn nhằm thoát khỏi, nhưng Thạnh không coi là cái gì. Nó đưa tay vặn cổ làm cái cộp một cái, con mèo ọc máu chết tươi. Thạnh vui sướng đưa con mèo lên miệng, cắn cổ nó mà uống máu. Máu tuôn ra xối xả, ướt cả cổ áo. Thằng Thạnh nó liếm mép tỏ vẻ thỏa mãn rồi bỏ đi. Mọi người ở đó đều kinh tởm lợm giọng nhìn cái thằng Thạnh. Họ sợ hãi lo lắng. Họ kêu nhau thu dọn cái xác đám thanh niên rồi quay về làng gấp. Tang thương chết chóc bao trùm lấy toàn bộ ngôi làng. Trẻ con không còn được đi chơi nữa. Cha mẹ cấm tiệt chúng nó ra ngoài đê thả diều, đi đâu cũng phải đi chung. Ngôi làng thật ảm đạm thê lương. Quạ bay rợp trời, chúng từ đâu về không biết được nữa. Đám quạ bu kín làng, trên những cành cây cao, nóc nhà, gốc cây, thỉnh thoảng lại cất lên quạ quạ nghe mà thê lương. Đàn quạ cứ đều đều tha gạch rác rưởi về thả khắp nhà bà. Cứ quét tước dọn dẹp xong sạch sẽ, lại bậy bẩn. Chán nản, nhà lại chỉ toàn là đàn bà nên họ cũng kệ. Thôi thì đến đâu thì đến. Đêm đến thì họ gặp Ánh cùng Đại. Hai mẹ con cứ lượn lờ quanh nhà, cào cửa kêu ken két,
những tiếng khóc nỉ non, ai oán, phẫn uất cứ vang lên đều đều, kèm theo đó là những lời trách móc. Mẹ à, chị ơi, mở cửa cho con đi, con về với gia đình nè, về đây rồi. Những lúc như vậy, bà Tý cùng với Thanh chỉ biết ôm nhau mà khóc, cầu xin sự tha thứ, họ dập lạy như giả gạo. Anh ơi, mẹ biết lỗi rồi, tha thứ cho mẹ đi con, là mẹ sai. Đáng lẽ ngày xưa phải đón con về nhà làm dâu, đợi Duy nó về, cả nhà sum họp sống vui vẻ bên nhau, chứ không phải mắng nhiếc đuổi con đi. Mẹ gian con, lại con với cháu tha cho mẹ đi. Con với cháu có cần cái gì thì nói cho mẹ với chị đây biết. Đừng có dọa mẹ với chị nữa nghe. Bà Tý nước mắt nước mũi tèm nhem, không ngừng dập lạy đến u cả trán. Cô con gái cũng sợ hãi không kém. Hai người cứ dập lạy như vậy, cầu xin sự tha thứ. Sau đó, mọi thứ bình thường trở lại, không còn tiếng khóc, tiếng cười hỗn loạn nữa. Hai người thở phào nhẹ nhõm, vui sướng ôm lấy nhau, thì bình một tiếng, cánh cửa bật tung ra. Ánh nắm tay của Thạnh bước vào trong nhà, đi theo sau là lão thầy cúng. Ánh mắt rũ rượi nhìn bà Tý cùng với Thanh, cô cất cái giọng lạnh lẽo, âm u, không có cảm xúc. Hai mẹ con bà nói hay lắm. Hồi trước tôi cũng xin xỏ gian sinh gia đình của bà, và kết quả là sao? Tôi đã phải cực khổ bỏ hết liêm sĩ, lòng tự trọng để đến cầu xin gia đình bà nhận tôi. Nhưng không, bà đã sỉ nhục rồi đuổi thẳng cổ tôi ra ngoài. Lúc đó tôi đang mang thai, bà cũng biết đó là cháu nội của mình mà, sao bà lại nhẫn tâm vậy? Yên tâm, tôi sẽ không để cho hai mẹ con bà chết dễ dàng đâu. Vậy là quá lời cho hai mẹ con bà rồi đó. Tôi sẽ cho bà sống không bằng chết, chịu sự dày dò đau đớn mỗi ngày, nhớ đó. Hai mẹ con Ánh cười lên man rợ. Lão thầy dỗm hú lên từng đợt gian dội. Từ đó Đại cùng với lão ta sống ở nhà bà Tý. Sau cái đêm hôm đó, hai mẹ con bà Tý đều trở nên điên dại. Bà Tý lúc nào cũng kè kè bên Đại, không ngừng ôm hôn nó, mặc kệ cho các vết lở loét biến dạng ở trên mặt. Bà hay thẫn thờ gọi, cháu ơi, bà biết lỗi rồi, bà sẽ không bỏ cháu nữa đâu, cháu ngoan lắm. Còn Thanh thì cũng vậy, lúc nào cũng kè kè bên hai người họ, ánh mắt vô hồn đờ đẫn. Bọn họ cùng với lão thầy bị hành hạ đi khắp làng, hễ nhìn thấy con gì là bắt con đó cắn chết tươi, uống máu ăn sống tại chỗ. Có hôm mọi người thấy bọn họ đang cắn cổ uống máu mấy con gà, lòng vẫn còn dính ở trên miệng. Tuy tiếc của, nhưng họ cũng không dám làm gì, sợ đắc tội với mẹ con của Ánh lại mang họa vào thân. Làng cũng đã mấy lần mời thầy về giải, nhưng họ cứ đến rồi lại lắc đầu bỏ đi. Mọi người nhờ giả gian sinh lại lục mãi, thì thầy mới nói. Hai mẹ con họ bị xua đuổi hất hủi, chịu bao nhiêu đắng cay nhục nhã, nỗi đau thấu tận trời xanh. Khi chết uất hận dồn nén ở trong lòng đã rất cao rồi. Họ còn lập lời thề nguyền độc nữa, nên họ đã thành lễ quỷ mất rồi đó. Không ai dạy mà dám dây vào đâu. Ma quỷ không phải là chuyện đùa, đụng vào chúng có khi còn mất mạng nữa. Mà không chỉ mỗi mình tôi mà còn gia đình tôi nữa. Như trưởng làng trước kia đó, khi mọi người kể thì chắc chắn ông ấy bị quỷ hại rồi. Tôi còn có gia đình nữa, mong mọi người thông cảm. Cái vụ này thật sự rất khó, tôi không có dám đụng vào đâu. Nói xong, ông thầy đi thẳng. Đã mời rất nhiều người thầy về, nhưng vẫn chưa có ai giải được. Hầu hết họ lắc đầu bỏ chạy, còn lại một số thì chỉ dòi tiền lừa đảo. Đúng là tìm thầy giỏi khó như đãi vàng. Không phụ lòng người, cuối cùng làng cũng mời được thầy về giải quyết. Người ta vui mừng lắm, vậy là không phải lo sợ mẹ con Ánh nữa rồi. Hôm làm lễ pháp trận được chuẩn bị rất chu đáo, có đầy đủ mọi thứ rất linh đình và oai phong. Người làng đến xem đông nghịch như trải hội, đứng dây quanh kính xung quanh pháp trận.
Trận pháp được thầy cho dựng trên một khu đất trống rất rộng. Xung quanh có treo những lá phướng bay phần phật trong gió. Đối diện với bàn lễ là những cọc tre được đóng sâu xuống đất. Bên trong được sên bùa và có các loại thảo dược khác nhau. Ngửi đến nức cả mũi. Các cọc tre được đóng theo bát trận đồ. Phần đầu của các cọc quấn các sợi chỉ đỏ tẩm máu chó đen. Các sợi chỉ đỏ liên kết với nhau, quay tròn bát trận đồ. Mỗi hướng của trận pháp được thầy cắm những lá cờ đuôi nheo khác nhau theo màu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tùy theo mỗi cung của trận đồ. Trên bàn cúng thì bày ra la liệt đồ cúng, muối gạo, thịt gà, xôi, hoa quả, rất là nhiều. Sáng hôm đó, thầy cùng với các thanh niên trai tráng trong làng cầm theo muối trắng, máu chó đen cùng với những ngũ sắc đi tìm bắt mẹ con bà Tí. Bọn họ lục tìm một lúc rồi rất nhanh chóng sau đã tìm ra được bọn họ. Bà Tí vẫn còn đang cắn dở con chuột sống. Con chuột không ngừng giãy giụa kêu lên chinh chít. Bà Tí mặc kệ, đưa con chuột lên miệng cắn làm cái bép một cái. Ông thầy thấy như vậy thì cũng nhăn mặt, rồi rất nhanh chóng ông lấy lại bình tĩnh quát lên. Mấy cậu mau bắt lấy bọn họ, đừng cho để thoát, nhanh lên, phải nhanh chóng hoàn thành trước giờ ngọ, không là không có kịp đâu. Đám thanh niên dạ rưng rồi bước lên trước, giăng thừng ngũ sắc đã được chuẩn bị từ trước. Họ từ từ tiến đến rồi khép dần vòng dây. Lão thầy thấy vậy bò quay lại, lão ta ngẩng mặt tru lên từng tiếng đáng sợ. Lão thầy dởm bị hành, bây giờ bò quay lại, lão ta ngẩng mặt tru lên từng tiếng đáng sợ. Kèm theo là những tiếng gầm gừ đe dọa, mắt lão ta long lên nhìn bọn họ bằng những tia máu giận dữ. Bất ngờ, lão ta lao đến tấn công, lão há miệng thật to lao lên. Ông thầy nhanh chóng dung ra một nắm muối lớn vào mặt của hắn. Chạm phải muối mà cứ như chạm vào than củi vậy, da thịt hắn kêu lên xèo xèo khét lẹt. Lão ta đau đớn trú lên sủa nhặn xị. Hắn ta nghênh cổ lên mà sủa, ánh mắt thách thức nhìn dân làng. Thấy mọi người có vẻ trùng bước, ông thầy cúng dội lên tiếng động viên. Mọi người đừng có sợ, mau lên, dùng dây thừng trói hắn lại. Đang là ban ngày, chúng nó không có làm gì được đâu. Đám thanh niên tiến lên, trồng cái thừng vô bắt hai mẹ con bà Tí. Bọn họ tuy gầy gò, ốm yếu, quần áo rách rưới, bẩn thỉu mà khỏe lắm. Phải 7-8 thanh niên mới bắt trói được bọn họ. Da thịt họ cháy xém khét lẹt, lộ cả thịt đỏ hỏn khi bị sợi dây ngũ sắc mà thầy Pháp đã làm trói lại. Thầy đứng ngoài không ngừng niệm chú, ném muối vào bọn họ. Những tiếng tanh tách vang lên đều đều, mùi thịt người bị cháy khét, mùi tanh hôi tổm lộm, những tiếng khóc, tiếng cười, tiếng chửi rủa cứ vang lên đan xen lẫn lộn với nhau. Mắt hai mẹ con bà Tí cùng với thằng Thạnh đỏ lò máu, máu chảy ra ần ật, từng giọt huyết lệ tuôn dài. Đám thanh niên gô cổ bọn họ lại kéo sình sịch đến trận pháp. Càng đến gần, bọn họ càng đau đớn không ngừng chửi rủa dân làng. Bọn mày giỏi lắm! Mày thả bọn tao ra! Tụi mày sẽ chết hết dưới tay tao! Mau thả tao ra! Thằng thầy kia, mày giỏi lắm! Tao mà thoát được, tao dặn cổ uống máu mày! Thả tao ra! Những tiếng hét, tiếng gào chửi bới vang lên lẫn lộn, làm cho mọi người có mặt ở đó cũng lo sợ. Họ chờ đợi mẹ con Ánh bị xử lý, chờ xem người ta giết con quỷ nó như thế nào. Hai mẹ con bà Tí cùng thằng Thạnh với ông thầy Dỗm bị quá điên như chó. Bọn họ bị ném vào bên trong pháp trận. Ông thầy dừng niệm chú, từ tốn lên tiếng. Ta biết hai mẹ con cô đã phải chịu nhiều khổ đau do dân làng gây ra. Nhưng ở đời có luật nhân quả. Bọn họ làm sai, bọn họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Trời sẽ phạt bọn họ. Hai mẹ con cô giết người là sai. Bây giờ có chịu từ bỏ hận thù theo ta sám hối lỗi lầm rồi đi đầu thai hay không? Ta sẽ cho hai mẹ con cô một con đường sống. Bằng không thì... Thầy lấy lá bùa vút vút lên thanh mộc kiếm. Ánh trong thân xác của bà Tí rít lên. Tụi tao sẽ chính tay giải quyết mối thù, không cần nhân quả.
Ta đây chính là nhân quả. Mày dám xen vào chuyện của tao, mày sẽ chết dưới tay của tao. Thầy lắc đầu ngao ngán. Thật là hết thuốc chữa. Ta đành ra tay mà trừ hại cho dân thôi. Đừng có trách ta ác. Là do các người đường quan không đi lại tìm bụi rậm mà vô. Ta đành phải ra tay vậy. Nói rồi, thầy từ từ bước đến, tiến vào bên trong trận pháp. Cắn hai ngón tay đến bật cả máu. Thầy bôi máu lên thanh kiếm, niệm lên những tràng chú dài lê thê. Ánh cùng với đại đang ở trong thân xác bà Tý với Thạnh vẫn đứng dững dưng trơ mắt ra mà nhìn. Thầy chưa vội dùng đến kiếm, ông lấy ra mấy cái lá bùa màu đen thẫm. Ông hỏi lại một lần nữa: các người có chịu cải tà quy chính không, sửa đổi lỗi lầm hay không? Ta sẽ tha cho các người. Ánh ngạo nghễ trả lời: không. Có chết ta cũng sẽ không có quay đầu. Ta phải cho bọn chúng biết thế nào là khổ đau. Những gì mà hai mẹ con ta đã gánh chịu, bọn ta sẽ trả lại hết. Thầy lắc đầu lên tiếng: thật là hết thuốc chữa mà, ta đành phải ra tay vậy. Nói xong, thầy dán bùa lên người của bà Tý và thằng Thạnh, và dán luôn trên người của lão thầy Dỗm và con Thanh. Khói bay lên khét lẹt, từng lớp thịt trên người họ bị cháy xém. Họ giãy đành đạch như đĩa phải dôi lăn lộn trên đất. Thầy dùng cái giọng đanh thép hỏi tiếp: sao hả? Bây giờ các ngươi có đồng ý sám hối tu tâm tích đức để đầu thai hay không? Mối hận trong người hai mẹ con quá lớn, họ tức tưởi rít lên từng tiếng ngắt quãng: không, không! Mày đợi đó đi thằng thầy không kiếp! Thả tao ra! Tao mà thốt ra được, tụi mày chết hết. Tao nói rồi, tao sẽ quay đầu sám hối, tích đức sau khi đã trả thù. Tao sẽ giết hết cái làng này. Ông thầy toát mồ hôi hột, lắc đầu ngao ngán. Thù hận của họ quá lớn, đã che đi lý trí. Họ không còn nhận ra được đúng sai nữa. Trong tim của họ bây giờ đây chỉ còn khổ đau và thù hận. Thầy gác cây kiếm trên đầu của bà Tý mà hét lên: có chịu buông bỏ quay đầu không? Đáp lại vẫn là những tiếng hét, tiếng cười gào rú, chửi rủa phẫn uất. Thầy biết đã không thể giác ngộ được cho mẹ con Ánh, nuốt nước miếng một cái, đưa ra quyết định. Thầy từ từ rút thanh kiếm mọc ra. Thật là kỳ lạ, vết thương tự lành lại nhanh chóng. Thầy lấy ra một chiếc gương bát quái, cắn tay nhỏ giọt máu lên trên, chờ đợi một lúc. Thầy hỏi lần cuối: các người vẫn còn cố chấp vậy sao? Thật hết cách, ta đành phải trừ khử các người vậy. Mặt trời đã lên đến đỉnh ngọ, bây giờ các người đồng ý quay đầu vẫn còn kịp. Nếu không, ta sẽ dùng ánh nhật thiêu cháy các người. Mẹ con Ánh đồng thanh rít lên ngoan cố: không, không bao giờ. Thầy buồn bã đưa cái gương bát quái lên cao, liên tục niệm chú. Ánh sáng mặt trời đi qua chiếc gương, chiếu xuống người bọn họ. Họ quằn quại đau đớn, đưa mắt nhìn thầy. Từ hai dòng huyết lệ tuôn ra mạnh mẽ, nó chảy ồng ọc, rồi từ từ chuyển sang màu đen. Từng đợt quỷ khí từ từ bốc lên ngùn ngục, chống lại ánh sáng từ mặt trời. Trời đang nắng đẹp, thoáng một cái âm u đen tối. Từng đợt gió rít lên, những lá phướng bay phần phật, cọc tre rung lên bần bật. Đàn quạ bay đến dây kín xung quanh, những tiếng quạ quạ vang lên rợn người. Dân làng thấy vậy thì chạy hết. Ông thầy hốt hoảng niệm chú nhanh hơn, lớn hơn nữa. Nhưng mặt trời đang dần dần bị che khuất, ánh sáng từ cái gương bát quái đang yếu đi. Trời tối sầm lại, ánh chớp lóe lên liên hồi. Ánh cùng với đại đã dứt được sợi dây thừng, họ thoát ra khỏi thân xác và hiện nguyên hình là hai con quỷ dữ tợn. Ánh nhìn thầy cười khanh khách: mày giỏi lắm, giỏi lắm, dám bắt hai mẹ con tao à? Mái tóc của cô tung bay phập phồng ra trên gió. Thầy sợ hãi cắn lưỡi phun lên chiếc gương soi về phía cô. Mái tóc Ánh bay lên quấn chặt lấy tay của thầy. Chiếc gương bát quái rơi xuống đất bể tan. Ánh từ từ đưa thầy lên cao, bộ tóc của Ánh quấn lấy thầy ngày càng nhiều, càng nhiều. Mây đen kéo về phủ kín trời,
bầu trời đen đặc lại như là sắp tối. Quả bay nháo nhác không ngừng kêu gian, gió rít lên từng hồi giận dữ, càng lúc càng mạnh. Rất nhiều nhà do đó mà bị tốc mái, sấm sét chớp lé lên từng chập, rạch ngang dạch dọc ở bầu trời. Tiếng sấm vang lên rầm rầm, bụi bay mù mịt. Trời đất như bị đảo lộn, có những cây bị bật gốc. Có một người không kịp chạy thoát, bị cây đè lên người. Cô gào khóc, hét lên kinh hãi. Nhưng tất cả bị át đi bởi tiếng sấm, tiếng gió. Họ cũng không kịp để ý xem người bị kia là ai, và cũng không ai dừng lại để giúp đỡ được. Họ chỉ biết chạy thục mạng để thoát thân, cố gắng tìm chỗ để trú chân tránh mưa tránh gió. Cô gái bị đè dưới gốc cây lớn không ngừng khóc lóc, cầu xin sự giúp đỡ, nhưng không có ai chịu dừng để giúp cho cô cả. Những tiếng gian xin khóc lóc nhỏ dần và bị lấn áp hoàn toàn bởi tiếng gió vô tình kia. Cùng lúc đó, ở chỗ trận pháp, những sợi chỉ đỏ tẩm máu chó đã được mưa rửa trôi, những tấm phướng bị thổi bay tứ tung. Thầy đang bị đưa dần lên cao và từ từ đưa gần đến chỗ của ánh. Cô nhìn ông bằng ánh mắt giận dữ, hai mắt không ngừng nhỏ máu, máu chảy đầm đìa trên mặt đất, lan rộng ra xung quanh. Cô đưa thầy lên trước mặt, cười gian lên the thé. Thằng thầy chó chết, dám bắt trói mẹ con tao à, tao cho mày chết. Từng lọn tóc một bao trùm lên người của thầy như là một cái kén vậy. Chúng ngọ ngoại rồi chui vô mũi vô miệng của thầy. Ông cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, giãy giụa trong vô vọng. Nhưng càng giãy, mái tóc quấn lấy ông càng chặt. Ông cảm thấy choáng váng, tức ngực, mắt ói khi mà chúng chui sâu vào trong bụng. Nó chui vô trong óc của ông luôn. Ông cảm thấy buốt óc vô cùng, như là hàng vạn con kiến lửa nó đang cắn đốt trong đầu mình vậy. Ông giật giật lên mấy cái rồi sụi lơ. Ánh thu lại tóc rồi cất lên tiếng cười mang rợ. Thằng Thạnh cùng với hai mẹ con bà Tí và lão thầy dõm kia khẽ quậy người. Bọn họ thầm nghĩ trong đầu là trời đang mưa hay sao? Sao lại đau quá vậy? Mình có bọn họ bị thương, mệt mỏi vô cùng. Mẹ con Ánh cùng với một con chó đen to đùng từ từ quay lại nhìn bọn họ. Tụi mày thức rồi hay sao? Để tụi tao tiễn tụi mày đi một bước luôn. Thằng Đại nó tiến lên trước mặt thằng Thạnh. Thằng Thạnh chỉ biết ú ớ, bất lực. Nó đã mất hoàn toàn sự phản kháng. Cơ thể đã mềm nhũn ra. Muốn trở mình mà cũng không được. Nó chỉ biết nhìn họ trong vô vọng và chờ đợi cái chết. Nước mắt tuôn trào trong vô vọng. Thằng Đại bước lên, đặt tay lên ngực của thằng Thạnh. Thằng Thạnh quằn người vì cái lạnh khi mà thằng Đại nó tiếp xúc với cơ thể của nó. Thằng Đại từ từ đưa tay khắp người thằng Thạnh, rồi bất ngờ cộp một cái. Tiếng gãy bể vang lên. Thằng Thạnh rít lên trong hoàng quại. Hồn của thằng Đại vừa bẻ xương chân của thằng Thạnh. Nó đau buốt đến tưởng như có thể chết đi được. Lần lượt xương sườn, xương tay, xương cổ của thằng Thạnh đều bị thằng Đại bẻ gãy. Hai mẹ con bà Tí và con Thanh và lão thầy dõm cũng chịu chung số phận không khác gì thằng Thạnh. Các khúc xương bị bẻ gãy bóp dụng từ từ, rồi kết thúc bằng xương cổ. Mưa đã dần ngớt, bầu trời dần trong xanh trở lại. Ánh nắng chiếu xuống trên mặt đất những tia nắng ấm áp. Mọi người đã thấy mưa tạnh, thời hồi hộp và lo lắng chạy ra chỗ trận pháp, hy vọng mọi chuyện đã kết thúc. Trên đường chạy ra, một người đã bị dấp té, ngã quạch xuống đất. Mọi người xung quanh lo lắng hỏi, người đàn ông trung tuổi đưa bàn tay chai sạn dính đầy bùn đất về phía xa xa, run rẩy lẩy bẩy mãi mới lắp bắp được mấy từ. Có người ở đằng kia. Mọi người nhìn theo hướng của ông ta chỉ thì thấy một vũng máu. Cách vũng máu khoảng một thước có một bàn tay người. Bàn tay trắng trẻo xinh xắn búp măng, tuy đã trắng bệch
Mọi người run sợ bước lại gần nhau rồi thận trọng bước lên. Bà Kẹo hát lên rồi khóc rưng rức. Trời ơi, là con, sao lại ra nông nỗi này hả con? Người bị cây đè chết là con gái bà Kẹo. Cô xinh xắn dễ thương, ai cũng quý mến. Vậy mà cô đã bị cây đè giữa người, phần giữa người bị dập nát hết cả, thương tâm lắm. Đi đến pháp trận, thấy thêm mấy cái xác nữa thì mọi người đau khổ lắm. Ông bà của thằng Thạnh lao vào ôm xác của đứa cháu khóc ngất. Tiếng khóc tiếng than vang lên không ngừng nghỉ. Ông thầy ho lên mấy tiếng rồi phun ra một đống bùn lầy lẫn tóc tai. Ông hớp hớp không khí rồi thở hổn hển. Mọi người thấy thầy đã tỉnh thì cũng mừng lắm. Có thầy họ vững tin hơn rất nhiều. Nỗi sợ bị át đi phần nào. Nhưng sau khi nghe thầy kể lại mọi chuyện thì mọi người thất vọng ra mặt. Họ không tránh khỏi buồn rầu khi mà biết rằng thầy cũng không còn cách gì có thể giúp được. Thầy xin lỗi rồi nhanh chóng quay về nhà. Thời gian sau nghe người ta kể rằng thầy đã mất. Ở trong bụng toàn là bùn với tóc. Từ khi đi cúng về, ông quá điên không có ngừng lảm nhảm. Cút đi, chúng mày cút đi. Nhiều lúc lại lạy lục gian sinh. Lúc chết, mắt của ông trợn ngược, hai dòng huyết lệ chảy dài. Thân xác thì như bị chó cắn, chi chít những vết cắn, vết cào. Miệng, tai, mũi, bùn đen không ngừng chảy ra, kèm theo cả tóc. Người ta lôi ra được những lọn tóc dài từ miệng của ông. Quý vị vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.